Tùy mỗi người ha, mỗi người thích ăn sệt hoặc thích ăn chay, mình thích ăn sệt sệt thôi. Mình sẽ lấy cái nước chấm mình chấm á. Sẽ dọn ra đĩa ha. Xin chào bà con, hôm nay mình sẽ bẫy chuột nha. Chuột nó, mấy con chuột trên dừa nó phá quá phá này, là bẫy chuột thôi. Màu bẫy chuột sẽ là cùi dừa và lúa này. Là ngày đầu tiên nha, ngày đầu tiên mới tập 7 không mà 5 lồng chín được 2 con à, khôn quá, khôn ăn mà hết mồi mà không có dính. Tập 7 xem ngày sau, ngày thứ hai xem sao. Xin chào mọi người nha, hôm nay tiếp tục tập 7 nha, hôm nay là ngày thứ hai nha. Thank you.
chào mọi người nha. Chúc mọi người một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc. Này là ngày thứ hai à? Là bẫy chuột mà ngày thứ hai. Hôm nay mọi người muốn đi thăm bẫy chuột cho mình nha. Một con. Chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ làm món hiến dừa. Ba con chuột ở hồi sáng này mình bẫy được. Qua có hai con ăn mất tiêu rồi. Và hai con thì xảo mất rồi. Mình ướp có thêm tỏi, hành tím này. Tỏi với hành tím. Chút đường. Tiếp một nêm. Cho xíu muối. Này mình ướp thêm miếng này, sa tế tôm. Sa tế tôm ướp cho chủ yếu cho nó lấy màu. Phật những gì hiền sa tế. Cái gì mà có sa tế hết. Nó sao khó khu chứ ta. Dạ dạ. Đây thôi. Đảo đều lên. Cho bột ngọt chưa ta? Như chưa cho gì. Đây, cho xí xíu ngọt thôi. Dạ. Món chuột dừa kia nước dừa nha mấy bạn. Đảo đều lên, xong rồi để đó chừng 15-30 phút gì đó cho nó thấm. Đó. Thấm. Thấm nữa với hai. Chừng 15 hay là 30 phút gì đó. Giờ mình đi hái đồ thường nha. Mình sẽ khỉa chuột nha. Nó
Còn miếng cho miếng tỏi với lại miếng hành tím vô này. Rồi vô ăn đi không? Đó. Để nó chín thơm thơm này mình nhé. Cháy thơm đó. Cho chuột vô. Rất là thơm. Bà con chừa nó nhỏ lắm, không được qua được con bực thì ăn hết đều à. Sẹt mà cái ăn mình sai mình thì ăn sẹt sẹt đấy, mình sẽ lấy nước chấm mình chấm á, sẽ dọn ra đĩa ha. Xin chào mọi người nha, hôm nay mời mọi người cùng ăn với mình món chuột dừa khìa sa tí. Nước dừa đã ngon, chuột dừa thôi lên thịt nó thơm lắm, không hiểu được đâu. Này, cho mấy nước tương ớt thì
Món này không nên ăn cay quá, ăn cay quá sẽ làm mất cái vị ngọt của chuột. Đã. Rất là nhức đấy. Ngon không? Ngọt. Cái chuột chuột rất là ngọt. Trộn nước dừa. Này vừa ngọt cũng vừa thơm, đã lắm. Có thơm thơm quá. Còn miếng đậu đắng à. Thịt chuột mình làm khìa kỹ lắm. Mềm, thơm, rất là ngọt. À, mời bà con ạ. Chuột rất là ngọt. Cái mình thèm nó có để chút được chút nước à. Chấm với nước không cũng ngon. Ngay à. Này mình không cho thêm không bỏ mũi vị hương à. Sợ cho mũi vị hương cái mùi nó nồng nó mất cái vị của chuột. Cái vị của chuột dừa rất là ngon. Chuột dừa rất là nguy hiểm không? Nó cắn cho dừa, cắn nước cuốn cho dừa. Sao là mình không biết đó. Mình đa bệnh dừa, không biết cái dừa đó lúc nào nữa. Quất trúng đầu cái hết sốc nữa. Ăn đúng dừa đúng là chuột nó khôn. Ăn dừa, thịt nó ngon lắm. Ngọt thôi luôn. Không gì ngon hơn. Nước thì chỗ nó còn. Oh, trời nó ngon. Đã. Không xanh, không xanh. Nước ngọt lắm. Nước dừa sa tế. Hành tỏi. Gia đi vô, trời nó ngọt. Không cưỡng này được rồi. Này mấy con chuột nó tuyệt chủng với mình thôi. Tém chết. Tém cái gà chuột này. Ngon quá. Chuột chủng cái dừa, ăn dừa nó gì nó ngon. Thì ăn từ từ hết. Ngon quá. À, mời mọi người ha. Ăn món giả mà có mồ hôi luôn. Cay quá cay mà. Mời bà con. Xương giòn đúng là ngon. Ừ.
Ngon lắm mọi người ơi. Bye bye mọi người nha. Mọi người cho mình xin một subscribe, một like ha. Bye bye, đăng ký kênh của mình ha. Bye bye mọi người ha. Bye bye.